Thưa quý vị và các bạn, khoảng hơn 10 giờ sáng nay, nhân viên tuần cầu khi đi thực hiện nhiệm vụ trên cầu Long Biên, Hà Nội phát hiện mặt cầu bị sập tạo thành lỗ thủng to, rất nguy hiểm. Ngay sau đó thì nhân viên tuần cầu lập tức báo về đơn vị để ra khắc phục sửa chữa ngay, đồng thời phòng vệ cảnh báo cho các phương tiện đi qua khu vực này được an toàn. Khoảng 12 giờ thì đã hoàn thành vá lỗ thủng, các phương tiện lưu thông qua đây bình thường. Nguyên nhân gây sập theo đại diện công ty cổ phần đường sắt Hà Nội là do xe ba gác chở nặng đi qua đúng vị trí thanh thép đỡ mặt đường bị yếu, mục nên gãy. Tình trạng các thanh thép bị mục bên trong không quan sát được bằng mắt thường nên mặc dù đơn vị định kỳ kiểm tra cũng không thể phát hiện. Trước đó vào ngày 4 tháng 5 năm 2022, trên phần đường dành cho người đi bộ của cầu Long Biên cũng bị gãy một tấm đan tạo thành một lỗ thủng to.